Bạn tôm cho cá ăn nhá. Bạn tôm đứng lại chỗ kia cho cá ăn đi. Thích không? Bạn Tôm thích không? Hôm nay bạn Tôm về quê cho cá ăn cùng với ông ngoại. Ôi mồ hôi rất là nhiều. Cái này là cây sung. Đúng rồi, cái này là cây sung. Con không biết á. Thế bây giờ bố giới thiệu với con nhá. Đúng rồi, đây là quả sung. Đây là quả sung. Đây, quả sung đây, rất là to. Vâng, đấy. Các bạn ơi, rất nhiều kiến nhá. Đâu, kiến đâu? Tôi không nhìn thấy kiến đâu cả. Tôi nhìn thấy kiến thôi. À đây, nhìn thấy con kiến rồi. Nó đang chạy. Còn đây chính là cây sung cảnh của ông ngoại. Đúng không? Quả này có ăn được không hả bạn Tôm? Quả này không, chắc không ăn được đâu. Không ăn được à? Đâu à? Bạn Tôm bây giờ làm gì đây? Múa võ à? Ây da, bạn Tôm lại đi đánh võ à? Ui, bạn Tôm đang đánh võ các bạn ơi. Ui, thế võ của bạn Tôm kìa. Wow. Ôi, bạn Tôm giỏi thế. Ây da. Hello, tuyệt vời. Wow, tuyệt vời. Đây chính là thế võ tinh võ môn ạ. Đúng không ạ, bạn Tôm? Có phải thế võ tinh võ môn không? Chính xác luôn. Được. Cứ thế chiến đấu, chuẩn bị. Chiến đấu. Quá tuyệt vời. Rồi, mồ hôi bạn Tôm chảy ra rất là nhiều các bạn ơi. Wow, mồ hôi bạn Tôm rất là nhiều.